Chào công chúa. Bữa nay công chúa cái bông bự hú hồn. Công chúa mà đương nhiên cái bông phải bự chứ. Đâu đâu, cái bông này đâu có bự đâu. Cái bông này nhỏ nhất ở nhà anh rồi đó. Vậy cái bông bự được có nè. Cái bông bự nè, bằng người anh đó. Trời ơi. Dạ cảm ơn chị. Không sao anh. Tại vì sao, người ta đã có câu ghé với điệu, không điệu sao gán chịu. Đúng rồi, làm con gái phải điệu, ai không điệu sao gán chịu. Dễ thương thiệt, hai người hay quá. Phải, yeah, phải nói thật lòng là anh Hà, anh trẻ mãi luôn á. Em mong là tuổi em mà như anh Hà là em phải được như anh Hà đó. Chắc yêu gì sống tới ngày đó. Trời ơi, trời ơi, tôi rất sớm nha trời. Nói chứ ngày hôm nay cả hai nhân vật này thật ra đều là những đàn anh đàn chị của chúng ta cả. Tuổi không đời, tuổi nghề hơn hết. Không có nào, em mới hai mấy tuổi à. Dạ rồi, công chúa hai mấy tuổi. Dạ. Nhưng mà cái sự mà thanh xuân của họ lúc nào cũng tràn trề cả. Ưu tiên cho công chúa bông bự nè. Chọn về đội nào, ở đây. Chọn gì nữa. Họ là một cặp rồi, chọn gì nữa. Là nó là không gặp.